Nghịch dại thì nhất, thanh niên vẽ mắt cho người giấy vào tháng cô hồn khiến ai cũng hú hồn. Từ xa xưa, trong văn hóa tang lễ Trung Quốc đã có tục làm người giấy để gửi cho người đã khuất. Nhưng ít ai để ý rằng những người giấy này thường không có mắt. Điều này sẽ được Tin Nhanh 24 giờ online giải đáp ở phần sau của video. Còn bây giờ, hãy cùng đến với nam thanh niên gan dạ nhất xứ Trung khi đêm hôm đi đường vắng bắt gặp hai hình nhân giấy và anh chàng đã quyết định chấm mắt cho chúng. Sau một hồi, phản ứng của hai người giấy khiến nam thanh niên bất ổn vô cùng. Không biết đoạn video này là thật hay chỉ là clip dàn dựng, nhưng ai xem xong cũng đều bất giác sợ hãi dùng mình online. Được biết, mắt không chỉ là bộ phận nhìn thấy mà còn phải có linh hồn để trở thành đôi mắt sinh khí. Bởi vậy mới nói mắt là cửa sổ tâm hồn. Trong văn hóa tang lễ Trung Quốc từ xa xưa, người giấy thường không có mắt. Tại sao lại như vậy? Có thể tưởng tượng rằng nếu bạn vẽ mắt cho người giấy sẽ khiến mọi người cảm thấy sợ hãi khi nhìn vào. Vì lý do này, việc người giấy không có mắt đã trở thành một quy tắc được lưu truyền. Mặc dù ít người tìm hiểu lý do phía sau, nhưng không ai dám phá vỡ quy tắc này. Đồng thời các nghệ nhân làm người giấy tin rằng nếu họ vẽ mắt cho người giấy sẽ mang lại xui xẻo cho bản thân. Ngoài ra, người ta tin rằng người giấy có linh hồn và việc thêm mắt cho chúng sẽ làm tăng linh khí, biến chúng thành thực thể có hồn, khó quản lý, có thể không theo người đã khuất đến thế giới bên kia mà lại ở lại trần gian, gây hại cho người sống. Điều này cũng khiến người đã khuất không vui và thường quấy nhiễu. Kết luận, việc vẽ mắt cho người giấy được cho là mang lại điều không may cho người sống, dựa trên quan điểm dân gian chứ không có cơ sở khoa học nào cả. Hiện nay, phong tục sử dụng người giấy không có mắt vẫn được duy trì ở nhiều vùng nông thôn ở Trung Quốc như một cách để bày tỏ lòng tiếc thương và nhớ nhung đối với người đã khuất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh 24 giờ online, đồng hành cùng kênh để cập nhật và khám phá những câu chuyện kỳ thú.